được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. Những cặp loa của Pylon Audio, một thương hiệu loa của Ba Lan, chưa bao giờ khiến người nghe cảm thấy hết ngạc nhiên về chúng. Chỉ sở hữu một mức giá tương đối thấp, chúng đã có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng với nhiều cặp loa danh tiếng đáng giá hơn chúng từ 3 đến 4 lần. Tất nhiên, cần phải hiểu rằng Pylon Audio không phải là một lựa chọn chỉ toàn giá rẻ, bởi lẽ hãng cung cấp khá nhiều cặp loa phủ rộng ở nhiều phân khúc, mà trong đó tầm trung cao cấp vẫn là chiếm đa số. Nếu nhận xét về chất âm, không sai khi nói rằng Pylon Audio luôn theo đuổi sự tinh tế, trung thực, thể hiện qua một chất âm cân bằng, không thiên lệch về bất cứ giải âm nào. Ở bất cứ cặp loa nào của hãng, ta đều có thể cảm nhận được sự trung thực, chi tiết đáng nể, từ những cặp loa giá bình dân của dòng Pearl cho đến cặp loa cao cấp thuộc series Diamond. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Ruby Monitor, một cặp loa bookshelf nhỏ thuộc dòng Ruby, dòng loa đánh dấu sự kết thúc cho phân khúc tầm trung và mở đường cho phân khúc cao cấp của hãng. Xuất hiện lần đầu tại Munich High-End Show 2018, Ruby 25 là cặp loa đầu tiên mở đường cho dòng loa trung cao cấp Ruby của Pylon Audio. Trước cặp loa này, hãng đã từng sản xuất nhiều cặp loa cao cấp thuộc dòng Diamond và Emanet. Tuy nhiên, Ruby là dòng loa để lấp vào khoảng trống giữa dòng loa trung cấp Sapphire và dòng Diamond. Vì vậy, nhận xét về giá, đây chính là dòng loa đầu tiên khi bước vào phân khúc cao cấp của Pylon Audio. Trong năm 2019, hai mẫu loa tiếp theo của dòng Ruby là Ruby 25 MK2 và Ruby Monitor cũng chính thức được giới thiệu đến người dùng. Ruby Monitor là cặp loa bookshelf duy nhất của dòng, được thiết kế rất đẹp, giản dị, đúng với phong cách của những cặp loa cùng dòng. Pylon Audio có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và làm thùng loa cho các hãng loa danh tiếng đến từ Đức hoặc Pháp. Do đó, họ có thể dễ dàng làm một thùng loa chất lượng cao cho chính mình. Thùng loa được làm từ gỗ MDF chắc chắn, với một phong cách tối giản, ít chi tiết thừa, sử dụng e căng kim loại chụp lên driver, chứ không dùng e căng vải phủ mặt trước để phô bày hết vẻ đẹp của nó. Kích thước thùng loa không quá lớn, 196x420x315mm, vì thế nhiều người sẽ bất ngờ khi thấy rằng mỗi chiếc loa có thể nặng tới 9kg. Là một cặp loa bookshelf 2 đường tiếng, Ruby Monitor được trang bị hai driver, gồm một midwoofer và một tweeter. Driver midwoofer do chính Pylon Audio sản xuất tại nhà máy của họ tại Jarosin, Ba Lan, có tên là PSW17.8EXS, trong khi đó tweeter có tên là PST120.6. Midwoofer có màu trắng sữa đặc trưng. Nếu có cơ hội tháo ê căng kim loại ra để sờ vào, người dùng sẽ nhận ra rằng driver woofer không gọn như màng kim loại, hay thô như driver màng giấy. Trên thực tế, vật liệu để làm nên màng loa này là Edomax, nằm trong họ Aromatic Polyamide Aramid. Người ta có thể bện Edomax thành sợi với những đặc tính cơ học tốt, trong đó đáng kể nhất phải là tính chống kéo căng. Và khi áp dụng để làm màng loa, vật liệu Edomax tỏ ra rất lý tưởng vì có hệ số tắt dần tối ưu, rất bền chắc trong khi khối lượng chỉ ở mức trung bình. Màu trắng của màng loa cùng với nếp sợi có thể khiến nhiều người nghĩ đến sợi thủy tinh, thế nhưng độ dày của sợi lại rất giống với màng loa Kevlar, thậm chí là sợi carbon. Đường kính tổng thể của màng loa này là 17cm, tương đối lớn so với midwoofer của một màng loa thông thường. Ở thời điểm hiện tại, Pylon chỉ mới sản xuất được driver woofer chứ chưa có tweeter. Vì thế, các driver tweeter hiện tại của Pylon Audio vẫn do bên thứ ba sản xuất. Trong trường hợp của Ruby Monitor, hãng loa đã áp dụng driver 27TDC của hãng SIS và đổi tên thành PST120.6. Tweeter sở hữu màng lụa màu đen, có khả năng xử lý, đáp ứng các giải âm rất tốt. Suy cho cùng, việc tự sản xuất driver là một điều rất phức tạp, nhất là với tweeter vốn đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Do đó, việc Pylon Audio lựa chọn các driver của SIS để áp dụng cho mẫu loa cao cấp của mình cũng không có gì quá ngạc nhiên. Ruby Monitor có đáp tuyến tần số là từ 40Hz cho đến 20kHz, mang độ nhạy 86dB và trở kháng 8 ohm. Yêu cầu về thiết bị phối khép cùng loa là những âm ly có công suất trong phạm vi 60-100W. Theo hãng, cặp loa này rất phù hợp cho các phòng nghe có kích thước vừa phải hoặc hơi rộng một chút, từ 12 cho đến 23m². Để có thể làm được điều này, thùng loa không sở hữu cổng bass phản xạ ở phía đằng sau nữa, mà thay thế vào đó là khe thông hơi khá hẹp ở đằng trước. Việc thiết kế khe thông hơi ở đằng trước không chỉ giúp giảm hiệu ứng cộng hưởng với tường sau, mà còn giúp loa có thể dễ dàng đặt sát tường, từ đó phù hợp với những nơi không gian nhỏ gọn. Ruby Monitor
Thực sự khiến người nghe phải thán phục bởi khả năng tái hiện một không gian rộng lớn nơi bản thu âm được tiến hành, ngay cả khi đặt ở một nơi không thực sự lý tưởng lắm như phòng khách của chung cư, trong điều kiện chưa được xử lý âm học, cặp loa vẫn đem đến một cảm giác có lực cùng với khả năng tái tạo âm trường rộng lớn, âm hình chi tiết, đặc biệt thể hiện tốt các quãng trên giải trung và quãng thấp giải cao, khiến người nghe có thể nghe rất lâu mà không hề cảm thấy chán nản hay mệt mỏi. Ruby Monitor là một lựa chọn rất đáng giá khi người mua muốn chọn cho mình một cặp loa Bookshelf nhỏ gọn, phù hợp với những ai có một phòng nghe không quá rộng. Tuy không mang một kích thước đồ sộ, Ruby Monitor vẫn đem lại một ấn tượng tốt với một chất âm tinh tế, giàu chi tiết và có độ cân bằng tốt. Do đó, khi không có điều kiện để đưa cặp loa như Ruby 25 MK2 về nhà, đây sẽ là một lựa chọn thay thế khá hoàn hảo. Hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn phần nào hiểu hơn về mẫu loa Bookshelf Pylon Ruby Monitor. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.